Chào tất cả anh em nghe anh em. Video này em xin bán một cặp cùm công tắc quy thái 110 hàng zin theo xe. Cùm theo xe anh em nhìn anh em biết liền, lên kim tuyến nha anh em thấy không? Cùm theo xe là chữ nổi nha anh em. Rồi cộng tay luôn nha. Chữ nổi. Đó. Chữ H với dấu chấm còn nè. Cùm này là hoạt động full chức năng, nói chung anh em về lắp cái việc xài thôi. Em vệ sinh chưa được sạch nữa nè anh em thấy không, còn đất nè. Về anh em chịu khó chà rửa ra, ốc thì chưa có dấu mỡ luôn dưới này nè, đẹp đó, chịu khó chà rửa ra. Với lại lúc chiều ở trong này nó bám bẩn nè anh em, trời ơi, hai mấy năm mà anh em nhìn nè, bảy màu đó. Anh em về lúc mà em nhận về cái cần gạt cái cần công tắc mà để gạt cái xi nhan qua lại là nó gạt nhẹ nhàng dữ lắm. Rồi do em rửa cái đầu thường thường là em rửa xong vệ sinh xong là em mở con ốc này ra nè, em vô mở bò cái chỗ ở trong cái chỗ cần gạt thì nó có cái viên đạn, mình vô mở bò chỗ đó mình gạt qua lại là nó nhẹ nhàng à. Anh em chịu khó về mở con ốc này ra ha, anh em vô mở bò chỗ viên đạn đó anh em gạt qua lại là nhẹ te à. Cái chữ cho còn bỏ chót luôn nha anh em. Cùm này 99 luôn nha anh em nha, hai cặp này 99 hết, thấy không? Đó. Bao anh em sử dụng nha. Ngay cái chỗ này nè, không biết lúc trước chủ trước người ta làm cái gì bắt con vít gì mà bị dính vô đây miếng xíu nè, nhưng mà khi anh em lắp áo vô là nhìn không thấy đâu, lắp áo vô đâu có thấy chỗ này đâu anh em. Đó. Lắp áo vô cái điểm này là cái điểm che mất tiêu mà không có thấy. Đó. Cầm không có đứt nối gì hết trơn nha anh em, dây còn mềm xèo à, dây dắt chỉnh tề, không có đứt nối, không gãy gì hết trơn. Nói chung anh em gắn lên là xài thôi đó. Bên cùm đề nè, cùm đề cũng đời 99 nữa nè anh em thấy không. Cùm đề này thì nút kè, nút đề này zin theo xe luôn nha anh em, chưa thay luôn nha. Chữ ta, chữ nổi nè mọi người, chữ nó mờ rồi. Anh em nhìn cái dắt của người ta nè, hàng theo xe cái dắt nó đúng thiệt. Cái màu ngà. Cái chỗ găng nè, găng đẹp luôn nè, không nứt không bể gì luôn nè. Tả chi tiết cho anh em luôn. Đa số mấy cầm theo xe anh em mua anh em cẩn thận nha. Hai bên này nó dễ bị tét lắm nha anh em. Hai bên này nè, nó mình mua mình lưu ý hai bên mép này dễ bị tét lắm. Đó. Em ông anh không có tiễn hàng, không có bị này nọ bán cho anh em. Bán hàng bậy đâu mà anh em lo. Ngàm còn nha anh em. Đó. Cái này nó bị dính keo nè. Đó, không có vấn đề, lắp lên là áo nó che phần này mất tiêu rồi. Bao anh em xài, nói chung về cái cùm này nè anh em chịu khó mở ra, tại em không có thời gian, lúc này đồ nhiều dữ lắm. Mở con ốc này ra, ở trong cái chỗ cái cần gạt nó có cái viên bi nè, anh em vô miếng giữa mở bò cho đó anh em gạt qua gạt lại là lụm. Cái cùm này bên trong còn đẹp cái này nè anh em biết rồi đó. Rồi cặp cùm này nè, ốc này anh em coi nè. Ốc thì nó đầy đủ, không có thiếu ốc gì trơn nha anh em. Ốc là ốc toàn bộ ốc theo xe nha. Đó. Xanh áo lính, xanh nhà binh gì đó. Hai cái con dài nè là anh em bắt bên cùm đề. Đây. Hai con dài này nè là anh em bắt bên cùm đề này nha anh em. Hai con dài này anh em bắt vô cùm đề nha. Còn hai con ngắn là anh em bắt bên cùm xi nhan, là bắt bên cùm lớn nè. Đó là mình úp này vô nè, nó có hai lỗ ốc bắt nè, bên đây ở đây lỗ dưới đây lỗ nè anh em. Đó. Cùm này còn ngon lắm á, về anh em xài ok luôn á. Cùm theo xe thì anh em xài lúc nào mà nó không ngon hơn. Em mà thà em mua cùm theo xe mất chữ vậy em vẽ cho em tuyệt đối em mua hàng mới. Nó xạo chứ không có tiền mua hàng mới nha anh em. Tại vì anh em ơi, nói chung nè. Đó, thì cặp cùm nè, đầy đủ hai bên luôn, em bán cho anh em 500 ngàn. Anh em nào mến hú em. Đó, cùm này em bán chung mua về bán chơi chứ không có lời nè, không có lời thật sự luôn. Cặp cùm này em bán 500 ngàn, anh em đồng mến hú em đi. Ốc tán nó còn đẹp luôn, vệ sinh chưa sạch, vậy anh em chịu khó cà chà rửa ra một cái kỹ một cái, rồi anh em phơi cho khô xong xuôi, rồi anh em cứ dục cứ thau xà bông á, anh em chà cho nó sạch thiệt là sạch đi, rồi anh em phơi cho khô xong xuôi á thiệt là khô, cái anh em mở con ốc này ra
hoặc là anh em mở con ốc này ra trước rồi anh em chà rửa thật là sạch, xong xuôi anh em phơi cho khô, cái anh em vô mở bỏ chỗ em nói đó, cái cần gạt này bên trong nè nó có cái viên bi đó, mình vô mở bò miếng như cái viên bi đó, cái mình gạt qua gạt lại gạt qua gạt lại là nó nhẹ nhàng à, chứ không có gì hết trơn. Cụm này hoạt động full chức năng anh em, không bị lỗi gì hết trơn nha. Đó, chào anh em nha anh em nào mới hú em.